6MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Bên em chuyên đầu MD, đầu DAT, tức là đầu DAT và đầu DAC giải mã các bác. Thì em ship hàng toàn quốc ha. Hàng của em là phần lớn là hàng mua đấu giá trên trang mạng Yahoo của Nhật và ship bằng đường máy bay về Việt Nam. Thì phần lớn là hàng đẹp và chức năng hoạt động hoàn hảo. Em bao cho mình test chức năng trong vòng 7 ngày. Nếu mà có lỗi lầm gì thì em chịu trách nhiệm đổi trả hoàn toàn miễn phí cho cả nhà mình. Các bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ miễn phí ship. Còn nếu mà đặt cọc 15% giá trị máy nhận hàng trả tiền thì trả luôn phí ship giùm em. Em ship hàng toàn quốc nha cả nhà. Và nếu mà các bác nào cần cái model nào về đầu MD, đầu DAT hoặc là đầu DAC cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Có hàng em sẽ báo cho mình. Tại vì nhiều khi là em có hàng nhưng mà các bác cứ không biết, tưởng là em không có hàng. Hàng lúc nào em cũng sẵn nha cả nhà. Và lúc nào cũng có sẵn. Cho nên cứ các bạn cả nhà mình cứ liên hệ trực tiếp giúp em thì em sẽ báo giá, gửi hình và gửi clip test trước khi em gửi đi cho cả nhà mình. Rồi hôm nay thì em giới thiệu đến cả nhà mình một cái bộ một bốn cái đầu giải mã của Marang. Có giá từ thấp đến cao ha. Dạ, có giá từ thấp đến cao. Thì trước tiên đó là cái con NA7004. Thì đây là một con NA7004 full thùng xốp ha, đầu đẹp keng. Đẹp keng ha. Ở trong nó còn có dây AV nè, dây đồng trục nè, đây là dây đồng trục kèm theo ha. Khiển zin nè, dây nguồn zin nè ha. Thì cái con 7004 này nó có USB phía trước, có cổng quang và cổng đồng trục phía sau, có thêm một cái cổng USB để kết nối với máy vi tính ha. Ngoài ra nó có một cái bộ cổng Bluetooth nữa. Thì máy về thông thường thì máy nó chỉ gồm đầu và khiển như thế này, không có cái bộ Bluetooth ha. Thì cái máy này em bán cho cả nhà mình với giá là 10.500.000 ha, full thùng xốp. Ngoài ra thì nếu mà các bác nào thích chơi Bluetooth thì nó có một bộ Bluetooth của hãng kèm theo. Cái bộ Bluetooth này sản xuất ra chỉ để gắn vào đầu 7004 thôi. Và cái này là option tùy chọn, nếu mà bác nào mua cái bộ Bluetooth này thì thêm cho em 1 triệu nha, 1 triệu ha. Đây là bộ Bluetooth kè rời, bộ Bluetooth rời của hãng Marang dành cho đầu 7004 nha cả nhà. Đây. Đây là bộ Bluetooth rời ha. Của hãng kèm sản xuất riêng cho đầu 7004. Thì giá của cái con 7004 là 10.500.000 ha, full thùng. Và nếu mà là mua thêm bộ Bluetooth này thì thêm cho em 1 triệu giúp em nha. Dạ, mua thêm 1 triệu giùm em. Rồi, đó là NA7004 ha, 7004. Thì chất âm nó cũng thường, chất âm nó cũng trong tầm tiền ha. Dạ, trong tầm tiền. Tiếp theo là em giới thiệu đến cả nhà mình một con NA6005. Đối với 6005 á, thì con này nửa đầu năm 2015 á, thì nó sản xuất tại lắp ráp tại Trung Quốc, nửa cuối năm 2015 á, thì nó lắp ráp tại Việt Nam. Riêng cái con này thì sản xuất và lắp ráp là tại Trung Quốc, hàng xuất Nhật, điện 100V full thùng xốp, NA6005 full thùng xốp nha cả nhà. Đó, full thùng xốp. Con này về thì đẹp keng và đầy đủ các cái phụ kiện như sau ha. Đây là dây nguồn và anten nè. Đây là khiển zin nè. Đây là dây AV nè. Đây là dây đồng trục nè. Có nguyên cái bộ anten đi theo nè ha. Dây nguồn và catalog. Và ở đây là cái nắp lưng của nó. Thì con này nó sản xuất năm 2015 các bác, 2015 nhưng mà đầu năm 2015 ha. Cho nên nó vẫn còn ở là đầu năm 2015. Cho nên nó vẫn còn, em xem thử coi. Đây 2015 nha cả nhà, 2015 nè. Đó, cả nhà mình thấy 2015 không? 2015 ha. Nhưng mà đầu năm 2015 cho nên nó vẫn là lắp ráp tại Trung Quốc ha. Dạ, lắp ráp tại Trung Quốc. Thì con NA6005 full thùng xốp này em bán cho cả nhà mình với giá là 12.800.000. 12.800.000 ha. Cứ y nguyên vậy lấy 12.800.000. Dạ, 12.800.000 nha cả nhà.
đó là con NA6005 của Marang. NA6005 thì nó có cổng quang, không có cổng đồng trục, có anten để bắt wifi và bluetooth, có cổng USB để đọc được ổ cứng ở phía trước. Chất âm của NA7004 và NA6005 thì em có một cái clip so sánh này ha. Em sẽ để một cái đường link ở trong cái phần mô tả, cả nhà mình vào đó để xem giúp em. Thì NA6005 và NA7004 thì chất âm nó cũng gần ngang như nhau ha. Dạ, nhưng mà con này có được nó cái là nó có anten để bắt Bluetooth để mình chơi từ điện thoại, hát karaoke từ điện thoại ha. NA6005 full thùng xốp 12.800.000. 12.800.000 đầu full shop ha. Đắt 2015. Đó là con NA6005. Tiếp tục với là em có một con NA8005 full thùng xốp. Con này made in, con này được lắp ráp tại Trung Quốc các bác. Lắp ráp tại Trung Quốc ha. Thì em coi rồi, đắt của nó là 2015, đầu 2015. Thì cái con NA8005 này thì nó, em cũng có nhiều clip test rồi ha. Nó sử dụng chung chip với ND8006. Và chất âm của nó thì cực kỳ là ấn tượng ha. Trong tầm 15-16 triệu thì NA8005 trình diễn các cái nhạc trữ tình, nhạc vàng, nhạc bolero cực kỳ hay. Clip test, clip giới thiệu chất âm em cũng có rất nhiều ở trên trang của mình. Em cũng sẽ để một cái đường link trong phần mô tả để cả nhà mình tham khảo. Thì con 8005 full thùng shop này em bán với giá là 16.500.000. 16.500.000 nha cả nhà. 16.500.000 ha. Đắt 2015, đẹp keng, đẹp như mới. Và NA8005 thì nó có cổng USB phía trước có thể đọc được file SD nè. Cổng quang, cổng đồng trục nè. Cổng USB B để kết nối với máy vi tính nè ha. Và cổng mạng LAN để mình cắm dây mạng vào và mình có thể kết nối không dây bằng công nghệ AirPlay đối với cái điện thoại iPhone. Ngoài ra nếu bác nào muốn chơi Bluetooth thì mình mua thêm cái bộ Bluetooth này 850.000 giùm em ha. Bộ Bluetooth này 40855 ha. Này là hàng có bảo hành ha, và hàng phân phối chính hãng tại Việt Nam. Bảo hành 12 tháng nha cả nhà, 850.000. Thì bộ này nó có đường quang và đường đồng trục ra ha. Nếu mà đường quang mình để dành để chơi từ TV thì mình sẽ lấy đường đồng trục này mình cho vào đồng trục của cái đầu 8005 và mình có thể chơi Bluetooth được. Chỉ có 850.000 thôi. Đó là cái đầu NA8005 của Marang. NA8005 của Marang nha cả nhà. Đây. 8005 ha, đẹp keng như mới luôn. Nói chung là có cái thùng hàng mà full thùng shop, full thùng thì các bác không phải lo ha. Dạ. Mỗi con nào về cũng đẹp cả. Và nhân vật cuối cùng của ngày hôm nay đó là một con ND8006. Rồi. ND8006 thì em không cần phải giới thiệu vì nhiều cho cả nhà mình ha. Đây là một cái đầu CD tích hợp rất là nhiều các chức năng. CD nè, Wi-Fi nè, Bluetooth nè, AirPlay nè, phần mềm HealthOS nè, HiRes Audio nè ha, Spotify nè ha, Amazon nè ha. Dạ. Đầy đủ các cái công nghệ mới nhất và cho chất âm cực kỳ ấn tượng nhất. ND8006 full thùng xốp. Và đây là cái thùng xốp. Thì nó có gì đây? Đây là mình có dây quang và dây AV nè ha. Em xin lỗi. Dây đồng trục và dây AV. Dây đồng trục và dây AV nha cả nhà. Đây là dây nguồn ha, dây nguồn zin của nó. Đây là anten ha và catalog. Đây là khiển zin của nó ha, đây là khiển zin. Rồi, con này mới, không thể nào mới hơn ha. Thì nói chung là full thùng xốp thì coi như là mới rồi cả nhà. Thì con này năm sản xuất của nó, cả nhà mình nhìn kỹ giúp em nha. Năm sản xuất nè. 2019 nha cả nhà. Đắt 2019 full thùng xốp như mới luôn. Như mới luôn nha.
Thì nguyên cái bộ com lê của cái đầu này em sẽ bán cho mình cả nhà mình với giá là 27 triệu, giá tốt nhất từ trước đến giờ. Em nhập về được rẻ thì em sẽ bán giá rẻ. Có những thời điểm cái con ND806 này có giá tới 31-32 triệu cả nhà. Và hiện giờ thì nó đã hạ nhiệt rồi. Tuy nhiên là giá của nó thì tầm mức 27 triệu em bán là giá tốt nhất hiện tại. Cả nhà mình có thể tham khảo tất cả các shop ở trên toàn quốc để quyết định. Nhưng mà em đảm bảo với cả nhà mình giá em là giá tốt rồi ha. Đầu đẹp như mới, Như mới 99,9%. Dạ. ND8006 chất âm thì không cần phải lăn tăng bàn cãi gì cả. Công nghệ thì đầy đủ ha. Dạ, không thiếu một cái công nghệ gì. Và giá thì cực tốt ha. 27 triệu. 27 triệu nha cả nhà. Dạ. Đát 2019 nha cả nhà. Đát 2019. Đó là những cái đầu Marang mà em vừa về trong hôm nay. Em giới thiệu đến cả nhà mình các cái đầu giải mã ha. Đó. Đây là ND8006 nè. Ở kia là 8005 nè, 6005 và 7004. Ngoài ra thì nếu mà các bác nào có quan tâm nữa thì em vẫn còn con đây. Con N50A ha. N50AE đây cả nhà, N50AE. Dạ. N50AE và Onkyo 1000 full thùng xốp ha. Onkyo 1000 full thùng xốp. Đó là dành cho bác nào quan tâm ha. Dạ, rồi. Các cái đầu NA6005 full thùng xốp em cũng có ha. À không, full thùng em cũng có. Con này hôm trước em có giới thiệu đến cả nhà mình là 11 triệu 500 ngàn nè. Hoặc là NA7004 mà không thùng xốp thì là 9 triệu rưỡi nè. Đó. CD 8004 giá là 14 triệu 500 nè. Đó, thì bác nào quan tâm và có nhu cầu xin cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại hoặc số Zalo 0907406222 giúp em. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và ủng hộ kênh MD Sài Gòn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại trong các clip test ạ. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.